Xin chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay người dân các tỉnh thành miền Bắc vẫn sẽ có một ngày làm việc cuối cùng trong tuần với tiết trời mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên mưa dông thì vẫn có xu hướng xuất hiện gây ra những bất lợi trong sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt là tại khu vực vùng núi, mưa lớn dồn dập vẫn tái diễn trong hôm nay gây ra nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trong đó nguy cơ cao nhất xuất hiện tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng. Đồng thời quý khán giả cũng cần đề phòng tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố. Mưa khiến cho nhiệt độ luôn duy trì ở ngưỡng thấp, như tại thủ đô Hà Nội lúc này nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 26 độ, trời nhiều mây, âm u. Trưa chiều nhiệt độ cũng chỉ đạt đến ngưỡng 28 độ. Mưa dông luôn thường trực xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, vì thế người dân thủ đô cần phải mang theo các vật dụng che mưa bên mình để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Trạng thái thời tiết này không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn chi phối các tỉnh thành miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ, trong khi đó ban đêm nhiệt độ hạ xuống mức từ 21 đến 25 độ, trời se lạnh ở vùng núi cao. Xuôi xuống Trung Bộ, mưa dông cũng là trạng thái thời tiết chi phối các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Tuy nhiên mưa chỉ tập trung vào khoảng thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm, còn trong ngày giảm mưa, trời đôi lúc hửng nắng yếu. Mặc dù mưa không lớn nhưng quý vị vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc và gió giật. Do có mưa rải rác nên nhiệt độ tại miền Trung hôm nay cũng ở ngưỡng dễ chịu. Ở Bắc Trung Bộ trưa chiều là từ 30 đến 33 độ, còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ. Các tỉnh thành còn lại của miền Trung từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết không có nhiều thay đổi so với 24 giờ trước đó. Trời khô ráo, còn nắng nhẹ, nhiệt độ trưa chiều không vượt quá ngưỡng 35 độ. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường sống, phòng tránh dịch bệnh. Đến với các tỉnh thành phía Nam của Tổ quốc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ở đây thì vẫn đang trong mùa mưa với trạng thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông. Nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ với các tỉnh thành Nam Bộ. Đến chiều tối, gió Tây Nam hoạt động mạnh nhất sẽ gây mưa rào và dông cho toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên mưa giảm về diện và cường độ so với cùng thời điểm của hôm qua. Trong cơn mưa, quý vị vẫn cần đề phòng dông lốc, gió giật và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 24 giờ tới, mưa dông diễn ra trên diện rộng bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, làm tầm nhìn xa giảm thấp xuống 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực vẫn cần hết sức chú ý. Như vậy là mưa dông vẫn diễn ra ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Chỉ có Trung và Nam Trung Bộ thời điểm có mưa sẽ lui về chiều tối, ban ngày còn nắng yếu. Đến đây bản tin thời tiết sáng 21 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 21 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm nay Bắc Bộ vẫn sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Tuy nhiên, hình thế gây mưa thì đã suy yếu nhiều. Do vậy mà chủ yếu sẽ chỉ còn mưa rào với lượng phổ biến từ 15 đến 30 mm. Có nơi thì mưa vừa mưa to nhưng chỉ là cục bộ. Vào ban ngày trời sẽ hửng sáng, có nắng nhẹ vào trưa chiều và nhiệt độ cao nhất tăng dần lên ngưỡng 30 đến 33 độ. Do nhiều ngày có mưa liên tục xảy ra tại vùng núi Trung Du nên bà con trong hôm nay và cả hai ngày tới vẫn cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày mai thời tiết ban ngày cũng dần mỏng mây và nắng sẽ nhiều lên. Đặc biệt là phần Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên, dao động từ 32 đến 34 độ. Với phần từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ phổ biến vẫn là 32 cho đến 34 độ, có nơi thì 35 đến 36 độ, bắt đầu có nắng nóng cục bộ. Chiều tối có mưa rào và dông ở diện vài nơi. Riêng với các tỉnh Nam Trung Bộ, trong chiều và đêm, khu vực này có mưa rào và dông rải rác tại nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức dưới 32 độ do trời nhiều mây cả ngày. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, mưa dông chủ yếu xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối về đêm ở cả hai khu vực này. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to vẫn sẽ tập trung chính tại khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Ban ngày trên cả hai khu vực mưa giảm và có thể chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên dao động từ 28 đến 30 độ và khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Cụ thể hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội sang hôm nay có xu hướng giảm mưa nên ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng lên ngưỡng quanh 32 đến 33 độ. Tuy nhiên về chiều tối và đêm, mây dông có khả năng cho mưa rào ở diện rải rác, lượng mưa là không nhiều. Trong đó vùng Ba Vì, Sơn Tây và Hà Đông cảnh báo có mưa rào cao hơn so với vùng còn lại của Hà Nội. Theo dự báo một vài ngày tới mưa giảm hẳn, khu vực Hà Nội có thể lại nắng nhiều và nóng trở lại vào các ngày 24 và 25 tháng 8. Thành phố Việt Trì cùng chịu tác động bởi hình thế gây mưa chung với thủ đô Hà Nội. Do vậy, thời tiết sang hôm nay thì vẫn khá âm u và có mưa. Khu vực có thể có mưa rào nhiều hơn vào thời điểm tối, đêm. Bà con vẫn cần lưu ý cảnh giác với sạt lở đất có thể xảy ra ở những nơi đồi núi có địa hình yếu. Dự báo cũng vào khoảng từ ngày 23 đến 25 tháng 8, khu vực tạm thời có nắng trở lại, mưa dứt hẳn. Bà con có thể tranh thủ hong phơi hoa màu và thu hoạch mùa vụ. Trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại đây không vượt quá 32 độ và tiết trời mát mẻ dễ chịu. Tại thành phố Đà Nẵng, trong hôm nay có mây mỏng nên nhiệt độ ban trưa dao động ở ngưỡng 32-33 độ. Tuy nhiên, vào chiều tối thì khả năng có xuất hiện mưa dông bất chợt nhưng cường độ thì không mạnh. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp từ 25 đến 27 độ. Người dân vẫn cần hết sức nâng cao ý thức cảnh giác trong điều kiện diễn biến của dịch COVID-19 đang còn phức tạp. Tại Nha Trang vào tháng 9 cũng dần có những hình thế gây mưa tác động, do đó mà thời tiết bắt đầu có những ngày có mưa rào và dông trong tháng. Dự báo trong hôm nay, ngày không còn nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ xung quanh ngưỡng 32 độ. Chiều và đêm có khả năng cao, có mưa rào và dông, đặc biệt là vùng ven biển có thể có dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con cần chú ý khi di chuyển bằng ghe thuyền ven biển. Thành phố Đà Lạt trong hôm nay có khả năng có mưa rào và dông nhiều hơn so với những ngày trước đó. Do hoạt động của nhiễu động ở mực cao hoạt động từ đêm qua, nên sáng nay và thời điểm cả ngày hôm nay khả năng có mưa trong ngày là rất cao. Nhất là thời điểm chiều muộn về đêm, hình thế gây mưa có khả năng mạnh hơn, dông lốc xoáy có thể xuất hiện kèm trong cơn mưa nên quý vị cần hết sức chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thời tiết ban ngày cũng có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên 34 độ. Tuy nhiên vào chiều tối thì khả năng khu vực có mưa rào và dông khá mạnh. Dự báo trong những ngày tới hình thế gây mưa sẽ hoạt động yếu hơn, khu vực nắng nhiều ban ngày, mưa không kéo dài mà thu hẹp về chiều tối muộn. Điều kiện mưa ẩm và nắng ấm sẽ thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh cũng như là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Bà con nên lưu ý tranh thủ phát quang bụi rậm, vệ sinh cống rãnh, hệ thống thoát nước và có biện pháp diệt trừ muỗi phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.